Nghĩa là 26 xin kính chào quý vị. Chương trình hôm nay tôi xin nói về chuyện cải tạo mở rộng đường đèo Brent Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Cái câu chuyện này đã được người dân Đà Lạt râm ran bàn tán khoảng 6 tháng nay. Người thì phản đối, người thì đồng tình, người thì đặt điều kiện cho chính quyền là phải như thế này, phải như thế kia. Mới nghe qua thì thấy ý kiến nào cũng có lý cả thưa quý vị. Trước khi bàn luận nên hay không nên cải tạo mở rộng đẹp Brent thì xin mời quý vị xem một đoạn clip sau đây về con đường đi lên cao nguyên Genting của Malaysia. Con đường này thì có những cái nét tương đồng với con đường đèo Brent Đà Lạt thưa quý vị. Cao nguyên Genting có độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển, cao hơn Đà Lạt khoảng 500m, cho nên đó là cao nguyên Genting có cái khí hậu mát mẻ qua năm, thậm chí là còn mát hơn Đà Lạt. Cho nên cao nguyên này đã trở thành cái khu nghỉ mát khá lý tưởng cho người dân Malaysia và cũng là nơi du lịch khá nổi tiếng ở đây. Hàng năm như vậy thì cái khu du lịch này đón khoảng vài 30 triệu khách du lịch. Đây là cái con số khá lý tưởng mà có lẽ là Đà Lạt cũng đang rất là khá cao. Có thể nói đây là nơi hái ra tiền cho Malaysia vì trên cao nguyên này có một cái sòng bạc rất to và người nào mà đã vào đây rồi thì không còn biết đâu là ngày, đâu là đêm, thưa quý vị. Khu nghỉ mát cao nguyên Genting được tạo dựng vào cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, tức là sau Đà Lạt khoảng 25 năm, thưa quý vị. Con đường lên cao nguyên thì lúc mới tạo dựng cũng giống như đường đèo Brent của Đà Lạt bây giờ. Nhưng vì lượng khách du lịch ở đây ngày càng cao cho nên chính quyền sở tại đã buộc phải mở rộng đường thành 4 làn xe, có giải phân cách ở giữa như quý vị đã thấy trên cái màn hình. Phải nói rằng việc mở rộng này đã làm cho con đường đi lên cao nguyên Genting Malaysia thông thoáng hơn, rộng rãi hơn, cũng an toàn hơn. Và có lẽ cũng nhờ đó mà du khách đến đây thì ngày cũng một nhiều hơn. Kính thưa quý vị, so sánh với đường lên cao nguyên Genting Malaysia để quý vị và nhất là cư dân Đà Lạt thấy rằng cái việc mở rộng đèo Brent là đương nhiên. Và cái việc mở rộng này đó cũng chẳng có gì mà phải băn khoăn lo ngại cả. Vì con đường đèo Brent này đã được xây dựng từ năm 1943. Như vậy thì tuổi đời của nó cũng đã ngót nghét 80 năm rồi. Đường thì nhỏ hẹp, dù đã được cải tạo nâng cấp nhiều năm, nhiều lần rồi, nhưng mà nó vẫn không thể nào đáp ứng được cái nhu cầu vận chuyển hàng hóa và vận chuyển hành khách thưa quý vị. Và thực tế thì cứ đến thứ sáu này, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần đó là các cái phương tiện đã đi lại hết sức là khó khăn rồi. Và nhất là vào những cái dịp lễ Tết thì thưa quý vị khỏi phải nói. Từ dưới chân đèo Brent mà lên tới cửa ngõ Đà Lạt thì các cái phương tiện giao thông dịch chuyển cũng phải là vài 3 tiếng đồng hồ, là cái chuyện bình thường. Vì vậy cho nên việc cải tạo mở rộng đèo Brent là theo tôi thì quá đúng rồi. Cái vấn đề này có lẽ theo diễn đàn thì cũng không phải là bàn cãi nữa. Mà vấn đề đặt ra ở đây là gì ạ? Vấn đề đặt ra là cải tạo mở rộng như thế nào thì điều đó mới là quan tâm, đáng quan tâm. Theo tôi được biết thì Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng khi dự án cải tạo mở rộng đèo Brent thì có tổng cái chiều dài 7,4 km. Như vậy là sẽ rút ngắn khoảng 3 cây số so với trước thưa quý vị. Và cái kinh phí đầu tư thì theo dự toán là khoảng 514 triệu đồng. Còn quy mô của cái đường á thì có quy mô là 4 làn xe ô tô theo cái tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi với cái tốc độ thiết kế là khoảng 60 km/h. Nền đường thì rộng 15m và mặt đường thì rộng khoảng 14m. Tiến sĩ Phạm Mết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, người vừa được Liên minh Kỷ lục Thế giới vinh danh
là kỷ lục gia thế giới về công nghệ mới, sản phẩm mới. Thì Phó Chủ tịch đã cho chúng tôi biết là sau khi nâng cấp mở rộng đường đèo Prenn thì cái tuyến đường này sẽ trở thành là một cái tuyến đường du lịch nữa. Vì ở phía trên tuyến đường sẽ có một cái cầu cạn dài khoảng 120 mét. Kết hợp với việc bố trí các cái thiết bị để ngắm cảnh, rồi có 4 cái vịnh đậu xe vừa để hạn chế các cái phương tiện giao thông dừng đổ trong cái phần đường xe chạy, đồng thời cũng là điểm để du khách check-in ngắm cảnh rồi thư giãn, thưa quý vị. Ngoài ra đó, để hạn chế đến mức thấp nhất tác động đến cảnh quan môi trường rừng, thì chính quyền tỉnh Lâm Đồng cũng đã lên kế hoạch và phương án di dời cây rừng và các loại cây phân tán khác. Việc này á, thì thưa quý vị, đều được tỉnh Lâm Đồng tính toán hết sức là kỹ và hết sức là chi tiết để bảo vệ cái cảnh quan môi trường, hạn chế đến mức thấp nhất mà cái việc mà phải là chặt cây rừng. Thưa quý vị, như vậy là không phải là chính quyền tỉnh Lâm Đồng không quan tâm đến việc bảo vệ cây rừng, bảo vệ môi trường. Người dân lo một thì tôi nghĩ chắc có lẽ lãnh đạo là phải lo nghĩ tới 10. Làm không khéo thì thưa quý vị, người dân họ nói nhức đầu nhức tai nhức óc, thậm chí là còn phải mang tiếng cả đời, chứ đâu có chuyện đùa quý vị. Ngoài ra trong tương lai gần thì tỉnh Lâm Đồng cũng sẽ hoàn thành cái tuyến cao tốc Dầu Dây Liên Khương với 4 làn xe. Thưa quý vị, từ Liên Khương mà lên tới chân đèo Prenn thì cũng là đường cao tốc với 4 làn xe. Cho nên nếu như mà không mở rộng đèo Prenn thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là thắt cổ chai, không hợp lý tí nào thưa quý vị. Hiện nay nội ô thành phố Đà Lạt thì cũng đã có nhiều các con đường đã được mở rộng rồi. Vì vậy, nếu như bây giờ mà không mở rộng đèo Prenn thì sau này cũng sẽ phải làm, và đó là điều tất yếu rồi thưa quý vị. Theo tôi biết hiện nay đó thì tất cả đã sẵn sàng, và nếu đúng theo kế hoạch thì tháng 6 năm nay này, như vậy là chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi, còn khoảng 2 tháng nữa quý vị, thì chính quyền tỉnh Lâm Đồng sẽ chính thức đóng cửa đường đèo Prenn để khởi công, và cái thời gian thi công thì dự kiến là khoảng 1 năm. Như vậy thì 1 năm sau thì chúng ta tháng 6 hoặc là tháng 7 sang năm chúng ta mới lại được đi trên cái con đường đèo Prenn mới. Vì vậy quý vị nào mà yêu Đà Lạt, quý vị nào quý mến Đà Lạt thì quý vị cũng nên dành cái thời gian sắp xếp để lên Đà Lạt trước tháng 6 năm nay. Để làm gì ạ? Để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp cũ của con đường này trước khi mà dung nhan của nó được đổi thay bằng một vẻ đẹp mới, hiện đại và văn minh hơn. Từ những phân tích trên thì diễn đàn 26 thấy rằng cái việc cải tạo mở rộng đường đèo Prenn là chuyện hợp lý và nên làm. Một số vấn đề mà người dân Đà Lạt quan tâm thì đương nhiên chính quyền tỉnh rồi các ngành chức năng sẽ tiếp thu, và tôi nghĩ rằng là sẽ nghiêm túc nghiên cứu mục tiêu là làm như thế nào đó để đường đèo Prenn mới phải đẹp hơn, phải thơ mộng hơn. Và đó cũng là góc nhìn của diễn đàn 26. Xin cảm ơn và xin tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.